Chiếc phà chở khoảng 250 hành khách và thủy thủ đoàn bỗng dưng bốc cháy ngoài khơi miền Nam Philippines vào nửa đêm ngày 29 tháng 3, khiến 31 người chết, trong đó có trẻ 6 tháng tuổi. Cơ quan ứng phó thảm họa Nixon Alonzo cho biết, chiếc phà đang di chuyển từ thành phố Zamboanga trên đảo Mindanao đến đảo Solo, tỉnh Sulu thì bốc cháy. Lúc này, các hành khách đều đang ngủ trong cabin ở boong dưới. Thấy có khói, nhiều người hoảng loạn nhảy khỏi phà. Lực lượng cứu hộ, cảnh sát biển Philippines và ngư dân đã nhanh chóng tiếp cận, cứu được nhiều hành khách và thành viên thủy thủ đoàn khi ngọn lửa thiêu rụi chiếc phà ngoài khơi. Trong quá trình cứu vớt, ít nhất 23 hành khách bị thương được đưa tới bệnh viện điều trị. Trưa ngày 30 tháng 3, chiếc phà cháy được kéo vào bờ biển Bersila và tìm thấy nhiều thi thể trong khoang chở khách. Bên cạnh đó vẫn còn 7 người mất tích. Chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết, nhiều người tử vong do đuối nước và nghẹt thở trên phà do hỏa hoạn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Philippines là quốc gia có hơn 7.000 hòn đảo nên phụ thuộc nhiều vào giao thông đường biển. Tai nạn trên biển thường xuyên xảy ra tại đây do bão. Các tàu thường quá tải, có nhiều tàu cũ kỹ, kém chất lượng vẫn đang được sử dụng. Vào tháng 5 năm 2022, đã có 7 người thiệt mạng sau khi một chiếc phà cao tốc chở 134 người Philippines bốc cháy.